Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Femica Hải Dương. Có địa chỉ tại số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Trường Minh, thành phố Hải Dương. Femica Hải Dương là một trung tâm mua bán, trao đổi ô tô đã qua sử dụng uy tín tại miền Bắc. Và trước mặt quý vị đây là một chiếc Honda City bản top sản xuất 2017. Và xe mới chạy được khoảng hơn 5 vạn km. Chiếc xe này đang mang biển số 98A15295. Và giá của chiếc xe này đang được chào bán tại salon ô tô Femica Hải Dương là 545 triệu. Quý anh chị nào muốn mua chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho em theo số hotline 0978 607 555 0941 337 888. Chiếc xe này thì bên salon em cam kết hoàn toàn máy zin, không gặp nước, không thủy kích, thân vỏ không đâm va, không tai nạn. Phiên bản này là phiên bản top. Nhìn cái bộ đèn đằng trước cũng có hơi khác một chút, và đặc biệt hơn là cái bộ mâm la răng khác bản thường. Xe cam kết không đâm đụng, không tai nạn, keo chỉ nguyên zin. Honda City Top khá là tiết kiệm nhiên liệu, là một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hàng B, cũng được rất ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị rất nhiều công nghệ, công nghệ eco, công nghệ xanh, tiết kiệm nhiên liệu này, rồi chống trơn trượt, gương kính chỉnh điện, cụm điện. Bản top này điều hòa tự động luôn, cửa gió hàng ghế sau, nội thất ghế da màu đen, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đó là ghế sau đây, trần 3D, vừa có tính chất thẩm mỹ lại vừa cách nhiệt tốt. Bộ mâm la răng còn rất mới, chưa một vết chảy xước gì luôn. City Top cúp sau mở bằng điện. Xe còn rất đẹp. Cả 4 lốp và 4 quả la răng còn rất là đẹp. Chiếc xe này này quý anh chị nào mua về thì cũng chỉ việc đi thôi, không phải đầu tư thêm khoản tiền nào nữa. Xi nhan tích hợp trên gương. Xe đăng kiểm cùng bảo trì đường bộ đến tháng 4 năm 2020. Toàn bộ khoang động cơ của chiếc xe đây. Honda City thì mức độ tiêu hao nhiên liệu trên 100 km chỉ khoảng tầm 6 lít xăng, khá là tiết kiệm, nên là mẫu xe này khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Và salon ô tô Femica Hải Dương nhà em về chiếc nào thì hầu như là bán hết chiếc đó. Và em giới thiệu lại một lần nữa, chiếc xe này là Honda City Top đời 2017,
xe chạy hơn 5 vạn và đang có giá chào bán tại salon ô tô Femeca Hải Dương là 545 triệu. Quý anh chị nào yêu thích mẫu xe này thì liên hệ nhanh cho em nhé. 0978 607 555 0941 337 888.